nêm vào như này. Đấy. Quay gần vào để xem. Nếu mà cành ghép nó to hơn so với cái mầm ghép ấy, thì bạn để lệch sang một bên đi. Để lệch sang một bên như này. Đấy. Nó sẽ là hiệu quả và liền nhanh nhất. Rồi các bạn lấy cái keo non này này, cái gói băng tan người ta, các bác sửa điện nước ấy, hay dùng để cuốn ấy. Vì sao mình hay dùng cái này? Thứ nhất là nó dễ làm, dễ thao tác lắm các bạn. Nó mềm, dẻo và rất dễ cuốn. Mọi người ngày xưa mình làm ngũ sắc mình hay dùng cái gọi là cái dây ni lông ấy. Mình cuốn. Sau rồi mình mà thử các chỗ mình lại không có ni lông ghép cây, mình lại mua cái này về mình cuốn, nhưng thấy nó rất hiệu quả. Sau chỉ cần 1-2 tháng các bạn có thể bỏ cái cuốn này ra, hoặc là các bạn không để ra cũng được, sau nó khắc tự tan ra. Tí nữa mình sẽ cho xem một số các cây mình đã ghép. Mình có cây mình ghép khoảng tầm 10 ngày mình đã bỏ túi ni lông ra rồi. Mầm ghép nó phát triển cũng tốt. Đấy. Ưu điểm của cái băng tan này là các bạn có thể cuốn tận đầu lên cái phần đầu cành, cái phần mình cắt này này. Nó kín, có thể không cho nước vào hay là các con sâu vào đâu. Nó không thể vào cắn được. Đấy. Cuốn rất kín, các bạn cuốn vừa vừa thôi. Không cần phải cuốn nhiều, cuốn một lớp thôi. Đấy. Sau khi các bác cuốn nhá, nó rất chi là mượt như này. Các bác lấy cái túi ni lông, mình cũng không mua cái túi cuốn hay là ấy, mọi người cũng hay mua túi cuốn hay là cái gì đấy, mình chỉ mua cái này thôi, mua 2.000 cũng dùng được chục cây, rẻ thôi. Đấy. Mình cuốn vào. Đấy, mình buộc. Đấy, đấy, buộc vào. Đấy là một phương pháp rất dễ, đơn giản. Và kể cả những người chưa giờ ghép ấy, thì cũng sẽ ghép thành công đến 80-90%. Và sau đây mình sẽ bê một số cây ghép khoảng được 10 ngày đến 15 ngày lên đây cho các bạn theo dõi thêm nhé. Đây là cái cây mà mình ghép được 12 ngày. Đây các bạn thấy không? Mầm nó, tất cả các mầm mọc nên là rất đều luôn. Ghép tổng cộng có 8 cành mà sáng nay mình bỏ ra được 7 cành rồi. Đấy, mầm ghép lên rất chi là, khi các bạn thấy nhá, cái mắt cái mầm nó mọc lên được tầm nhô lên khoảng tầm 1 phân này là các bạn bỏ túi ra để cho nó thở nhá. Khi nó thở các bạn chỉ cần bỏ ra 2-3 hôm thôi là các mầm ghép nó phát triển mạnh lắm rồi. Nó khỏe. Đấy. Đây là phương pháp mình ghép là đơn giản và hiệu quả nhất và phát triển cực nhanh, bền. Và mình sẽ cho các bạn xem cái mắt ghép mà sau 3 tháng nhé. Hôm nay mình sẽ, đấy, cây này mình ghép 3 tháng, mình cắt nước hoa mấy lần rồi. Đây mình vừa mới tháo cái mắt ghép này, nhìn nó liền này, đấy, nó nối liền rất chi là mượt luôn. Để nếu để một thời gian nữa khi mà ghép nó đều rồi thì mọi người cũng không để ý đến cái chỗ ghép nữa đâu. Đây mình bóc thêm nhé. Mình sẽ bóc thêm một số số cành mình ghép thời gian trước ra. Đấy. Cái băng tan này rất là dễ bóc này. Và chẳng phải buộc chằng gì đâu. Đấy các bạn theo dõi nhé. Đấy, sau chỉ cần 3 tháng nó đã liền như này rồi. Hình nhảy rồi. Đây là một số phương, đây là một cái ghép của mình là mình hay ghép. Còn một số cái ghép tiếp theo thì đến các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn vào các video clip sau. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn thấy hay thì các bạn chia sẻ giúp mình nhé. Và các bạn theo dõi để mình sẽ có nhiều cái những cái video chia sẻ hay hơn. Các bạn comment chia sẻ giúp mình nhá. Xin chào các bạn. Video thôi nhá. Quay à? Ừ. Tưởng là ấy. Làm sao giờ đó? Nó đang quay đó.